Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc Xiaomi Redmi K40 Gaming, một cái chiếc gaming phone giá rẻ đến từ thương hiệu Xiaomi. Và cái chiếc Redmi K40 Gaming của mình nó có màu bạc. Chiếc điện thoại này mình mua trên Shopee với mức giá khoảng 8,8 triệu. Và một tin vui nữa là chiếc Xiaomi Redmi K40 Gaming đã có thể cài đặt được Google Play hay là CH Play để cho phép các bạn có thể tải và cài đặt cũng như là sử dụng được các ứng dụng mà yêu cầu các dịch vụ của Google. Và nếu các bạn muốn mình làm cái video clip hướng dẫn cài đặt Google Play cho Redmi K40 Gaming thì hãy comment bên dưới video clip này, mình sẽ xem xét và tiến hành làm video theo yêu cầu của các bạn. Và bây giờ mình sẽ cùng với các bạn trên tay cái chiếc Redmi K40 Gaming này để xem coi là với cái tầm giá dưới 9 triệu thì mình có nên mua cái sản phẩm này không nha. Nào, cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ xem xét cái thiết kế bên ngoài vỏ hộp trước nha các bạn. Cái vỏ hộp thiết kế cũng rất là đặc biệt nè, có những cái điểm nhấn và nói chung là nó có sự khác biệt so với các dòng Xiaomi khác, cụ thể là dòng Redmi K40 bình thường. Và đây nó có một vài thông tin nổi bật, ví dụ lo được hiệu chỉnh bởi cái hãng JBL nè, rồi có công nghệ Hi-Res Audio gì nè, vân vân. Và nói chung cái hộp thì nhìn nó đậm cái chất gaming thôi. Cái phiên bản mình cầm trên tay thì nó có dung lượng RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Bây giờ mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem nó có những phụ kiện gì nha. Đây mình có chữ là High Energy Warning, đậm chất gaming luôn. Và bên trong thì mình sẽ có một cái hộp nhỏ nè, trong cái hộp nhỏ mình sẽ có một cái que chụp SIM, rồi một cái sách hướng dẫn sử dụng và một cái ốp nhựa dẻo trong suốt. Cái này nó sẽ giúp cho cái mặt lưng và cái viền chống chảy xước rất là hiệu quả luôn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có một cái củ sạc, và củ sạc này thiết kế có màu vàng nha các bạn, ở phần trên thì màu đen. Củ sạc này thì nó có công suất là 67W, một cái củ sạc nhanh. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái sợi cáp, và sợi cáp này là cáp chuẩn USB to Type-C. Cái đầu Type-C thì họ thiết kế dạng chữ L đó các bạn, giúp cho các bạn có thể cầm nắm nó thoải mái mà nó không bị cấn. Khi các bạn chơi game mà các bạn vừa sạc dự phòng mà vừa cắm cáp á, thì cái tư thế mà gắn ngang vậy nè, nó rất là tiện lợi, nó không bị gãy cái đầu này. Còn các bạn cắm đứng á, thì khả năng nó bị cong vênh và gãy cái đầu dây này là rất là cao. Và đây họ còn có thêm một cái bọc cao su nè, để bọc cái đầu cắm này nữa, rất là tiện lợi, rất là chu đáo. Rồi, quay trở lại với cái chiếc Xiaomi Redmi K40 Gaming. Và đây là phần mặt lưng của sản phẩm. Mặt lưng của cái chiếc K40 Gaming được thiết kế rất là đặc trưng. Các bạn nhìn là thấy nó đậm cái chất gaming nè. Nó có những cái đường viền ở bên hông nè các bạn. Đó, rồi. Ở chính giữa thì mình sẽ có cái chữ là Fighting nè. Và những cái đường viền này nó sẽ thay đổi theo cái góc nhìn của các bạn. Tức là nó sẽ sáng hoặc là tối nè. Ở đây mình có chữ Redmi nè. Và cái đèn flash LED nó cũng thiết kế thành cái tia chớp các bạn, nhìn nó rất là ngầu. Và cụm camera của vậy nè, cụm camera họ thiết kế nhìn nó cũng đậm cái chất gaming luôn. Cụm này thì mình thấy nó gồm có 3 camera. Nhìn nói chung là nó rất là đậm chất gaming, rất là hầm hố. Và cái mặt lưng này được hoàn thiện bằng kính cường lực Gorilla Glass 5. Tiếp theo sẽ là cái phần khung viền. Khung viền của Redmi K40 Gaming được hoàn thiện bằng kim loại. Và ở phần cạnh phải mình sẽ có hai cái nút sticker. Và đây là hai cái nút sticker vật lý nha các bạn. Cá nhân mình thì thích nút vật lý hơn, bởi vì nó sẽ cho cái cảm giác bấm nó chân thực hơn so với cái nút cảm ứng. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái nút nguồn. Và nút nguồn này kiêm luôn cái cảm biến vân tay. Ở phần đỉnh á, thì mình sẽ có một cái mắt hồng ngoại nè, một cái mic nè, và một cái loa ngoài. Và ở đây thì Xiaomi họ nhấn mạnh là cái loa này được hiệu chỉnh bởi hãng loa JBL. Và ở cạnh trái mình sẽ có nút tăng giảm âm lượng nè, một cái mic. Sau cùng là cạnh dưới. Cạnh dưới thì mình sẽ có một cái khe SIM, một cái mic, một cái lỗ cắm Type-C và một cái loa ngoài. Redmi K40 Gaming hỗ trợ các bạn một cái khe SIM gồm có hai khe cắm nano SIM và không hỗ trợ khe cắm thế giới mở rộng. Bên cạnh đó thì K40 Gaming cũng được trang bị cái công nghệ chống nước và chống bụi bẩn theo cái tiêu chuẩn IP53. Tiếp theo sẽ là cái phần màn hình hiển thị của cái chiếc
K40 Gaming. K40 Gaming được trang bị một cái màn hình có tấm nền là OLED và nó hỗ trợ lên đến 1 tỷ màu. Bên cạnh đó thì nó còn hỗ trợ thêm cái công nghệ HDR10 Plus và cái tần số quét của nó là 120 Hz và cái độ sáng tối đa của nó là 500 nit. Và đây là một cái màn hình dạng đục lỗ, dưới đó mình sẽ có một cái nút ruồi, cũng chính là cái camera selfie. Camera selfie này nó có độ phân giải là 16 MP. Màn hình có kích thước 6.67 inch, độ phân giải là Full HD cộng. Và cái màn hình này được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass 5. Và cái cảm nhận của mình khi thực tế sử dụng cái chiếc Gaming K40 này thì cái màn hình của nó cho chất lượng hiển thị rất là tốt nha các bạn. Hình ảnh rất là sắc nét nè. Và cái độ mượt của nó cũng rất là cao. Một cái yếu tố nữa cũng không kém phần quan trọng đối với một chiếc gaming phone, đó chính là cái hệ thống loa. Redmi K40 Gaming được trang bị một hệ thống loa kép và được hiệu chỉnh bởi hãng loa danh tiếng JBL. Bây giờ mình sẽ thử mở một cái bài nhạc cho các bạn nghe thử nha, để xem coi là cái chất lượng của loa nó như thế nào nha. Đây, mình sẽ mở cái âm lượng thấp nhất luôn nè. Theo trải nghiệm của mình thì chất lượng loa trên cái chiếc K40 Gaming nó khá là tốt. Âm thanh thì nó có chiều sâu nè. Độ lớn của nó cũng ở mức vừa phải thôi. Tuy nhiên thì với cái tầm giá này mình thấy cái chất lượng loa như vậy là ngon lành này. Về cấu hình phần cứng thì Redmi K40 Gaming được trang bị một con chip đến từ MediaTek, đó chính là con Dimensity 1200. Và cái phiên bản mình cầm trên tay nó có dung lượng RAM là 8 GB, bộ nhớ trong là 128 GB. Máy cũng được cài đặt sẵn cái giao diện MIUI 12.5 mặc định. Và hiện tại thì nó đã hỗ trợ các bạn cài đặt Google Play hoặc hay là CH Play đó, để các bạn có thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng có liên quan đến các dịch vụ của Google. Các ứng dụng này như là YouTube nè, Gmail nè, Google Maps nè, vân vân. Tiếp theo là mình sẽ đánh giá cái phần camera của cái chiếc K40 Gaming. Thì mình sẽ mở cái giao diện chụp ảnh cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ có các góc chụp nè, như góc rộng nè, 0.6 nè, rồi cái góc 1x nè, và tiếp theo là cái góc 2x nè. Đánh giá về chất lượng ảnh chụp thì mình thấy chất lượng ảnh chụp trên cái chiếc K40 Gaming nó cũng rất là tốt trong cái điều kiện ánh sáng bình thường. Chụp đêm mình thấy nó cũng khá ổn luôn nha các bạn. Đây là ảnh mình vừa mới chụp nè, các bạn nhìn thấy dòng chữ không, nó rất là sắc nét luôn. Nói chung là một chiếc gaming phone mà chất lượng ảnh chụp như vậy thì mình thấy rất là ngon lành nè. Và đây là một tấm ảnh mà mình chụp vào ban đêm nè, ánh sáng của nó rất là yếu, nhưng mà các bạn thấy không, hình ảnh của nó được mô phỏng lại rất là chi tiết luôn, cái độ nét của nó tương đối, nó không có bị nhè cho lắm. Đối với một chiếc gaming mà chụp đêm như vậy là mình thấy rất là ổn. Mà bên cạnh chế độ chụp ảnh thông thường á, thì mình sẽ có một vài chế độ khác, ví dụ chế độ RAW nè, giúp các bạn có thể hiệu chỉnh các thông số bằng tay nè, rồi chế độ 64p nè, và chế độ quay video thì các bạn có chế độ là chống rung nè, rồi quay tối đa ở cái độ phân giải là 4K và tỷ lệ khung hình là 30 phim trên giây nè, rồi chế độ chân dung nè, và các chế độ khác, trong đó có chế độ chụp đêm nè, rồi chế độ quay video ngắn nè, rất thích hợp với các bạn mà làm TikTok nè, rồi chế độ vlog nè, và chế độ time lapse vân vân. Nói chung là đầy đủ các chế độ chụp hình giống như là trên các dòng Xiaomi thông thường thôi. Và sau cùng là cái phần đánh giá về hiệu năng hoạt động của cái chiếc Redmi K40 Gaming, thì mình đã có dùng cái phần mềm AnTuTu Max phiên bản là 9.0.8 và nó cho số điểm là 668.000
982 điểm, một số điểm mà theo mình cũng là khá cao nha các bạn. Và đây là cái điểm số chi tiết nè, điểm CPU, điểm GPU vân vân. Và đây là cái thông tin thiết bị mà nó nhận được nè, là nó nhận được là Redmi K40 Gaming luôn nha các bạn. Và vi xử lý là Dimensity 1200 nè, rồi chip đồ họa là Mali G77 MC9 nè, độ phân giải màn hình là Full HD cộng nè, vân vân. Rồi, như vậy là mình đã vừa cùng với các bạn mở hộp và trên tay cái chiếc Xiaomi Redmi K40 Gaming. Và theo các bạn thì cái sản phẩm này nó có đáng mua trong cái tầm giá dưới 9 triệu hay không? Hãy comment bên dưới cho mình và các bạn khác cùng biết nha. Rồi, video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.